Dạ phần 2. Tại sao vợ chồng tu cùng một pháp, truyền tâm ấn cùng một ngày mà một người ngồi thiền được nhiều, còn một người thì ngồi thiền không được, thể nghiệm bên trong cũng khác nhau? Xin minh sư khai thị ạ. Vợ chồng là vợ chồng, luật nghiệp là luật nghiệp, mỗi người đều khác nhau. Có duyên vợ chồng nhưng truyền tâm ấn một ngày một giờ gì đi nữa đi, hai người đều khác nhau hết. Bởi vì công đức và phước báo tùy đời trước của quý vị tạo ra, cho nên đời này quý vị có công đức phước báo, quý vị ngồi thiền quý vị thoải mái hơn chút, tâm mình nó không có quấy nhiễu, bởi vì quý vị không có thu những cái trược, những cái nghiệp chướng đời kiếp nào đó của mình đó, mình không có thu nó nhiều, cho nên mình cái sự khẳng định của mình nhiều hơn. Trên đời này mình trở lại làm người đó, bắt đầu mình gọi là cái nghiệp chướng này nó ít hơn. Lúc mình ngồi thiền thì cái lực lượng thiền định này nó quá giải cho mình vẫn ngồi thiền nó tốt hơn một chút. Còn những người ngồi thiền khó, truyền tâm ấn rồi ngồi thiền khó, là bởi vì cái lực lượng nghiệp chướng của họ quá nhiều. Cái lực lượng gia trì của minh sư đến cho họ, nó kêu bằng là gì? Nó vô khó hơn, tẩy rửa nó cực hơn. Quý vị thấy đứa nít không? Một đứa thì kỹ, sạch sẽ, gọn gàng. Vào một buổi chiều, từ sáng đến chiều, khi cha mẹ tắm, xối nước, chà sơ sơ là sạch. Bởi vì nó đã giữ cho nó rồi. Thấy chưa? Còn đứa sâu bồ, suốt ngày chơi cò cò, bắn cu ly, lăn ở ngoài chơi, chừng mà chiều về hay là đi học chiều về rồi đó, cha mẹ bắt tắm rồi đó, là phải kỳ. Bởi vì nó bám đắt vào người của nó, mặt mày nó không biết giữ. Vì thấy chưa? Cho nên cha mẹ kỳ và la làng la xóm lên. Quý vị không? Đau đớn, bởi vì không nạo đắt bùng nó ra thì nó dính vô đó. Cho nên cha mẹ phải tìm cách mà nạo đắt bùng nó ra. Thì cũng giống như vậy đó. Hiểu chưa? Sự tu hành của quý vị không khác gì. Mỗi ngày quý vị làm việc, lo con, chồng, vợ, là một công nhân của cái thế giới này. Đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào vì cũng nhớ đến minh sư, nhớ đến thượng đế, và lúc nào cũng vui và tha thứ, và mình cũng niệm năm câu thường xuyên, thì cái nghiệp chướng nó đến ít hơn. Lúc quý vị ngồi xuống rồi thì sư phụ dùng lực lượng nhẹ nhẹ thôi là nó sạch liền. Còn nhiều người xô bồ suốt ngày lo công ăn việc làm con cái chồng vợ ngày 24 tiếng đồng hồ mà lo quá nhiều đi, rồi đi chừng 4-5 tiếng sau mới nhớ lời quên niệm năm câu từ sáng tới giờ. Giờ niệm thì cũng được đó. Lúc niệm rồi thì dĩ nhiên vẫn có cái lực lượng này. Còn chút nữa quên nữa, bây giờ con cái nắm níu công ăn việc làm xã hội nó làm cho mình bù đầu rồi, thì dĩ nhiên quý vị sẽ bị bám nhiều hơn. Khi quý vị ổn định tất cả con cái xã hội yên người ta, quý vị ngồi xuống thiền đó, dĩ nhiên có lực lượng này nó sẽ quấy nhiễu quý vị, thì lực lượng tâm ấn, lực lượng minh sư sẽ tẩy rửa cho quý vị. Thì lúc nó tẩy rửa dĩ nhiên nó phải kéo chứ, cạo nó ra thì quý vị khó chịu, đau đớn mà thôi. Giống như vậy, không khác gì đâu. Ok. Cho nên tại sao đưa cho quý vị năm vị là vậy? Và tại sao luôn lúc nào cũng nhắc quý vị niệm năm vị? Năm vị này không phải để gì? Giúp quý vị giải thoát. Giúp quý vị giải thoát là lực lượng của minh sư, chứ không phải năm câu này. Năm câu này nó đọc đầy tràn gian đại hải hết trơn kìa. Ai đọc cũng được, ai dạy cũng được. Năm câu này để làm gì? Năm câu này được lồng vào một cái lực lượng của minh sư bảo vệ cho quý vị trong 24 tiếng đồng hồ. Làm ăn, nuôi con, chồng vợ, xã hội. Bảo vệ cho quý vị giảm bớt một cái lực lượng phủ định nó đến với quý vị mà thôi. Quý vị hiểu sư phụ nó ha. Rồi sau khi quý vị thiền định đó, minh sư mới đem quý vị đi ra khỏi đây nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Khi quý vị cứ niệm và tập trung, khi quý vị thiền, minh sư đến nó dễ hơn. Một cái lực lượng trơn chu làm cho quý vị nhẹ nhàng hơn, không đau đớn. Nó là vậy đó. Cho nên mới có năm vị Phật để cho quý vị tiếp sức, cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày là như vậy. Chứ không phải năm vị Phật
gọi là gì? Giúp quý vị giải thoát đâu? Giải thoát và xuyên qua lực lượng minh sư. Muốn về đến thiên đàng phải xuyên qua ta. Xin lỗi. Kêu bằng gì? Muốn giải thoát thì phải xuyên qua minh sư. Đây là luật của càn khôn vũ trụ, không cần biết ai. Kêu bằng cái gì? Luôn cả Thượng Đế cũng không giúp cho quý vị được giải thoát. Tuyệt đối và tuyệt đối, không có Thượng Đế nào giúp cho quý vị giải thoát. Thượng Đế phải cần minh sư. Ngài phải cần, bắt buộc phải cần minh sư. Không có minh sư, Thượng Đế không làm được gì trên nhân gian này hết. Đó là như vậy. Không cần Thượng Đế mà không dùng được minh sư thì trên thế gian này là một bãi chiến trường mà thôi. Cho nên phải bắt buộc phải cần minh sư. Minh sư nói thì lực lượng Thượng Đế mới đi đến chúng sanh được, là vậy. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo, Đức Chúa nói gì? Muốn đi đến với cha ta thì phải xuyên qua ta, bắt buộc. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Là vậy. Không phải ta nói mà cha ta nói, xuyên qua ta. Hay chưa? Cho nên rằng không có minh sư thì chúng sanh sẽ bị đọa lạc triền miên. Quý vị không bao giờ giải thoát được nếu không có minh sư. Thượng Đế không bao giờ kéo quý vị đi được mà minh sư kéo quý vị đi được. Thượng Đế không bao giờ rửa nghiệp chướng cho quý vị được mà Thượng Đế rửa nghiệp chướng cho quý vị được. Cho nên người Ấn Độ họ vô cùng tôn trọng minh sư là vậy. Guru là trên nhất trong cuộc đời của họ. Nếu không có Guru thì Thượng Đế chỉ đứng đó nhìn mà thôi. Nhìn chúng sanh khổ, nhìn chúng sanh đọa lạc. Còn có minh sư rồi thì Thượng Đế làm bất cứ cái gì cũng được cả. Bất cứ những điều gì trong nhân gian, Thượng Đế muốn tẩy rửa, muốn hủy đi những điều gì, nghiệp chướng gì, mà muốn khai thác những thiên đàng nào cũng được hết. Còn mà không có minh sư thì Thượng Đế không làm được gì hết, chỉ là bù nhìn mà thôi. Đó là như vậy. Ok. Okay. Dạ con xin cảm ơn minh sư. Con xin phép được đọc câu tiếp theo ạ. À. Kính bạch minh sư, làm thế nào để quán âm được lâu mà không bị tê chân? Thì bây giờ nếu gì thì mình không cần phải kiếm cái gì, mình kê kê cái chân của mình một chút, mình sủi chân ra cũng được. Hiểu chưa? Mình sủi chân ra hoặc là mình tập thể thao mỗi ngày đó, mình chiết ra một ít thời gian mình đi tập yoga, tập thể thao cho chân cẳng của mình nó tốt, mình đi bộ hoặc mình chạy bộ vân vân, làm cho mình sức khỏe của mình nó khỏe mạnh chút xíu, thì lúc đó mình thiền định, mình có cái sự một cái sức lực dẻo dai hơn, đừng để cho mình gọi là bệnh hoạn dễ dàng quá. Nhiều người không chịu tập thể thao, ăn rồi cứ ngồi một chỗ, ăn rồi cứ ngồi một chỗ, hay làm đi văn phòng cứ ngồi hoài vậy đó. Cho nên cái sự thiền định của mình nó cũng khó. Cho nên quý vị muốn thiền định gọi là tốt hơn nữa thì quý vị phải tập thể thao nữa. Phải chạy bộ làm cho thân thể của mình nó khỏe hơn một chút, ăn uống điều độ một chút vậy đó. Đừng ăn quá nhiều trong lúc mình sẽ đi thiền bằng đêm mình ăn cái gì nhẹ nhẹ cho cái bao tử của mình nó nhẹ hơn một chút đó, thì mình thiền định có thể nó dễ dàng hơn và được lâu hơn. Và chân cẳng của mình nếu mình cảm thấy mình bị tê thì mình duỗi chân ra. Sư phụ đâu có bắt quý vị phải kiết hoa sen kiểu này đâu, thấy chưa? Rồi, hiểu ha? Dạ cảm ơn minh sư, con xin phép được đọc câu tiếp theo. Kính bạch minh sư, làm thế nào để con có tình yêu thương đối với mọi người? Không hiểu sao, gặp ai con cũng thấy ghét họ, thậm chí còn có lòng ganh tị. Tại sao con lại có những thói xấu này? Xin minh sư khai thị. Bởi vì đời đời kiếp kiếp mình cứ bám vào cái phủ định. Toàn mở miệng ra là phủ định, hép miệng cũng là phủ định, hiểu chưa? Cho nên nó ăn sâu vào trong tâm của mình, hoặc là môi trường của mình, môi trường cuộc sống của mình ở đó,
Mình thấy nhiều người họ giống giống như mình đó, tự nhiên mình có cái tâm như vậy. Thì bây giờ làm cách nào hả? Bây giờ mình đi lặp lại, hồi xưa mình ghét họ bao nhiêu thì giờ mình yêu họ bao nhiêu. Ngày xưa mình ganh tị bao nhiêu thì bây giờ mình không ganh tị nữa. Mình yêu thương họ, mình nhìn họ, mình ghét họ thì mình yêu họ. Mình lặp lại, nghĩa là đi ngược lại đó, chứ không có gì cả. Quý vị hiểu ha? Thì mình sẽ không bị cái lực lượng gọi là ích kỷ này, nó làm cho mình rắc rối. Mình cứ gặp người này mình phân biệt gọi là người tốt, người xấu, vân vân. Cho nên làm cho mình cơ bản là biết thương, rồi yêu, rồi hận, vân vân, mệt nữa. Cho nên bây giờ mình đi ngược lại đi. Bây giờ hồi xưa mình gặp người nào mình cũng ghét hết, mình cũng ganh tị hết. Bây giờ mình không ganh tị nữa, gặp họ mình yêu thương họ, tha lòng mình. Và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến người đó có Phật bên trong, có Thượng Đế bên trong và có Sư Phụ bên trong. Thì mình không bao giờ dám mình ghét họ. Hoặc là mình gặp người đó luôn mình nghĩ, ồ người đó có quá thân của Sư Phụ ở bên trong. Thấy chưa? Người đó có Thượng Đế. Hồi giờ người không tu mình nói, người đó có Thượng Đế bên trong. Nhìn vị Phật bên trong của họ, nhìn vị Thượng Đế bên trong của họ, chứ đừng có nhìn cái đống rác của họ. Thì quý vị không bao giờ bị cái đầu óc của mình nó phân tách mình, làm cho mình ghét họ vân vân. Đừng vạch lá tìm sâu với lông tìm vết. Chuyện nhỏ không đáng bỏ đi, tha thứ vậy đó. Đừng nhìn người ta được cái mình nói, người này như vậy người kia, cô không thích họ vân vân. Bây giờ thích không thích gì chuyện của họ không liên quan đến mình. Nhìn lại mình, đừng nhìn người khác. Ok. Dạ con xin cảm ơn Minh Sư. Con xin phép được đọc câu tiếp theo. Kính bạch Minh Sư, con có một thắc mắc xin được hỏi Minh Sư. Con thấy Minh Sư có một thị giả người Campuchia. Mấy tháng trước con gặp anh ta, con cảm thấy rất thương mến. Có cái gì đó cứ rất thu hút con. Nhưng đợt này, khi sang thiền đường, nhìn thấy anh ta tự nhiên con cảm thấy bực mình. Thậm chí khi đi ngang, anh ta nhìn con cũng cảm thấy bực bội, khó chịu. Anh ta không còn sức lực thu hút con như mấy tháng trước nữa. Con muốn xin hỏi Minh Sư tại sao lại như vậy? Trời, nhìn ta làm chi vậy? Hả? Chuyện của nó, nhìn nó làm gì? Nhìn Minh Sư không nhìn, mới nhìn nó. Thiệt là ngộ thiệt. Tại vì chắc bởi vì trong cái lúc nó còn làm thị giả đó, hiểu chứ? Còn lúc làm thị giả đó, nó khác đi, nó có một cái từ trường và lực lượng khác đi, hiểu chứ? Thì bây giờ thì sư phụ đẩy ảnh qua một bên để anh cho anh sống với tất cả mọi người vậy đó, cho anh tự lập một chút xíu, cho anh gọi là tự ảnh vươn lên một chút. Thì quý vị nhìn nó khác hơn thì sao đó, hay chứ? Cái bằng bữa nay như vậy ngày mai khác mà ha, bữa nay trời lạnh ngày mai trời nóng, hay chứ? Con người mình nó có sự thay đổi vậy thôi chứ không có gì đâu. Hay chứ? Đừng nhìn ảnh chi, nhìn sư phụ nhìn, hay chứ? Nhìn nó mất công bực mình lên mệt nữa, hiểu chưa? Kéo bằng đừng nhìn nó làm gì. Cho nên đây là cũng một điều mà mình nên kiểm duyệt mình đây, kiểm soát mình đây, thấy không? Mình vạch lá tìm sâu với lông tìm vết đó, hiểu chưa? Mình thấy người này tốt lúc này mà mình khen tặng cho dữ lên, ít bữa nữa người kia không làm vừa lòng mình cái mình bực mình lên. Vậy thấy chứ, là vậy đó. Rồi yêu người này yêu quá, yêu đi, yêu rồi vô cùng yêu, ít bữa nữa họ làm gì sai một chút cái mình hận họ, giống như vậy đó, hiểu chưa? Cho nên đừng bao giờ suy nghĩ đến điều này, hiểu chưa? Để bình thường thôi, mấy ông sư có sư phụ, mấy ông thị giả gì đó chuyện của ông, hiểu chưa? Nếu sư huynh tốt thì chuyện của sư huynh, hiểu chưa? Đừng nhìn mấy ông làm chi. Cho nên quý vị phải luôn luôn lúc nào cũng nhìn lại mình cả. Bởi vì đôi khi nó có một cái lực lượng nào đó vân vân, lúc nó làm thị giả cho sư phụ, dĩ nhiên là ở bên cạnh ta. Ôi trời ơi, ăn uống tất cả mọi thứ ở bên cạnh sư phụ, có một cái lực lượng bảo vệ của sư phụ. Dĩ nhiên ai cũng đều có lực lượng bảo vệ của sư phụ cả, nhưng mà đôi khi nó có ở bên cạnh sư phụ thì cái lực lượng nó khác, có một lực lượng gọi là hấp dẫn, hiểu chưa? Có một lực lượng thu hút á, hiểu chưa? Nó mạnh liệt. Xong rồi cái là thi chân mà làm điều gì sai cái là tự nhiên cái lực lượng này nó bỏ đi. Cho nên sư phụ từng kể cho quý vị nghe câu chuyện trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Quý vị
Có một người phạm giới, giữ năm giới đó, có nghe chưa? Cái gì cũng chưa hết trơn vậy. Ok. Trong thời của Đức Phật có một người học trò, ông này người tại gia thôi à, mà ông vô cùng thành tâm. Nghe là vô cùng, một người giữ giới đó, vô cùng gọi là thành tâm á. Tự nhiên năm giới ông ta giữ, thành tâm lắm à. Ngày nọ ông ta là người tại gia mà đi buôn mà, đi buôn bán mà. Rồi ngày nọ ông ta đi ngang cái làng đó, rồi tự nhiên lỡ đường à, đêm trời đã tối rồi, lỡ rồi không biết phải tìm cái nhà trọ ở đâu. Rồi cho nên thấy cái nhà ở đó nằm ở ngoài ô, mà đi vô trong thành thì lâu quá rồi, đi vô thành thì khuya quá đi không kịp, rồi bắt buộc phải tấp vô cái nhà này. Rồi tấp vô gà rõ cửa, nhà này có một cô gái đi ra à, đẹp à. Gõ cửa cô nhà này hỏi: cô ơi, cho tôi ở nhờ đêm nay được không? Tại vì tôi đã lỡ đường, nếu mà tôi đi vô tới trong thị trấn thì xa quá, trời tối rồi không an toàn đó, cho tôi tạm ở đây được không? Cô kia nói: ồ, chồng tôi đã đi làm rồi cho nên không có ở nhà, tôi một mình ở nhà là có thể không tiện cho ông. Thì ông này năn nỉ hoài, nhưng mà tôi đi trên đường đi vô thị trấn thì không nhà không cửa, rồi một mình tôi cảm thấy bất ổn đó, thì tôi muốn ở đây nán ở đây thôi, tới sáng là tôi đi à. À, cô này cũng thấy vậy, ổng thấy tội nghiệp cũng bằng lòng. Ok. Ừ. Sao cho cô sao ở, rồi cô này dĩ nhiên khách đến nhà thì phải mời nước hay là thức ăn gì đó vân vân. Lúc ông này ăn thì cô này vừa còn trẻ lại đẹp, dĩ nhiên rồi nam nữ nói chuyện qua lời một hồi thì dĩ nhiên nhìn thì có cái sự cọ sát à, thì sẽ để ý cô này, rồi bà hỏi han rồi nói chuyện, rồi cô tại sao ở đây, mình cô đẹp quá mà sao cô ở trong một cái nhà gọi là như vậy, rồi xa xôi không nhà cửa xung quanh đây tại sao vậy, chồng cô ở đâu, ý là dĩ nhiên mới hỏi thăm chút tình cảm mà. Hỏi ngồi bắt đầu cô này mới trả lời: ờ, chồng tôi giờ đi xa vậy đó, thì đi làm sao rồi tối nay chồng tôi mới về, mà không biết tối nào có về hay không nữa. Và hỏi han đó, chồng tôi dữ lắm, chồng tôi là một người toàn là chuyên môn ăn thịt người à, ổng chuyên môn thịt người thôi à, tôi là người bị bắt ở đây à, tôi là con của một nhà quan à, cho nên là à, cái bằng tôi bị ổng bắt về đây cho nên tôi không có trốn đâu được cả. Vậy nên cái ông này nghe nói cái hoàn cảnh tội nghiệp quá, rồi bắt đầu sẽ có khơi dậy cái tấm lòng từ bi à, cái lòng thương của mình à, nói thôi vậy bây giờ gì đi à, tôi sẽ giúp cô đi ra khỏi chỗ này à, thôi cô đi theo tôi đi ra khỏi chỗ này à, tôi sẽ gọi là giúp đỡ cho cô ra khỏi chỗ này. Bắt đầu khơi dậy cái tấm lòng của mình, mà trong đó dĩ nhiên có cái lòng dục vọng nữa. À, rồi xong vừa khơi dậy xong cái ông chồng lập tức gõ cửa liền, gõ cửa nhà liền, bà vợ quýnh lên hết: trời sao chồng tôi về rồi, chết rồi, giờ tôi phải làm sao đây, chồng tôi về là ông chết liền tức khắc, ông ăn thịt ông á, tìm cách thôi giờ có cái lưu ông chung vô cái lưu ông trốn dùng đi à, nhét ông vô trong cái lưu đậy nắp lại. Cái ông chồng về, ông nói bà vợ, ông nói trời giờ này anh còn sao anh mới về vậy. Ông nói không biết tại sao nữa, từ hồi chiều tới giờ anh về rồi mà anh đứng ngoài xa ngoài đó, nó có cái gì đó anh vô không được, nó có một cái bức màn gì đó, nó giống như một màn kiến gì đó, anh cứ bước vô thì nó dội ra, bước vô thì nó dội ra, anh vô không được, anh đi xung quanh cái nhà của mình mà anh vô không được, đụng tới thì là một bức tường thủy tinh mà nó không nhìn thấy nhà mình mà anh bước vô không được. Bà vợ bà hỏi tại sao vậy, anh cũng không biết cho nên anh phải ngồi chờ ở ngoài tới giờ này á, tới nửa đêm này anh mới vô được. Còn bà vợ hỏi tại sao anh vô được vậy, anh không biết, tới chừng mà tự nhiên hồi anh đứng gì anh chạm đến nó mất tiêu à, cho nên anh đi vô à. Nói xong cái ông chồng nói: ủa sao có cái mùi con người ở đây vậy, không phải là cái mùi của em à, có mùi người ở đây, vừa ai đến nhà mình hả
À, bà vợ bà sợ quá, nói không có anh ở nhà mình đâu, trời, ở đây anh biết rồi, một cái quan du ở đây chỉ ngoài em ra rồi ai mà dám đến đây anh ăn họ hết rồi. À, nói xong không, anh bắt được cái mùi con người. Cái bắt đầu ông chồng đi cái tìm, bà vợ thì tìm cách cản. À, bắt đầu ông nằm trong cái lu đó, ông mới nói gì, ông sợ quá rồi, ông run quá, sợ quá chuyện gì không biết tại sao như vậy. Cái ông nghĩ là ông nói vừa sợ mà vừa nghĩ đến vị minh sư của mình, vừa nghĩ đến Phật. Hồi nãy mình rủ cái bà đó đi xen vô chuyện của bà, chắc mình phạm giới. À, lúc mình phạm giới rồi cái lực lượng của mình nó mất rồi, nó hết rồi, cho nên ông kia mới vào nhà được. Còn lúc mình giữ được giới lực thì cái lực lượng nó bao xung quanh ở ngoài kia, ông kia không có vô được, chắc mình phạm giới. À, ông vừa nghĩ được như vậy, ông sám hối với Phật, cầu xin Đức Phật tha thứ, con sẽ không xen vô chuyện này, con sẽ làm điều đúng, vân vân, không gọi là quyến rũ người ta nữa. Yeah. Cho nên là con không có nhìn gặp mắt này với một sắc đẹp của cô này nữa. Vừa nghĩ vậy xong, tự nhiên có một cái lực lượng nó đẩy ông này văng ra ngoài liền, xa ra ngoài. Vì vậy cha, tự nhiên ông chồng bà này tự nhiên có lực lượng gì đẩy văng ra ngoài, xa ngoài kia. Ông này mê, tự nhiên hồi nữa bà vợ mở nắp lu ra cho ông này chung ra. Ông này mới biết rằng thôi cảm ơn cô, tôi đi bây giờ. À, tại sao vậy? Sau đó ông mới ngộ ra rằng à, thì ra là mình, ý niệm của mình, cái phủ định của mình đó, cái lòng từ bi Atula của mình đó. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Là vậy. Thì cũng giống như cái câu hỏi của quý vị, tất cả những người thị giả của sư phụ hoặc là người xuất gia cũng vậy, khi ở bên cạnh của sư phụ rồi, dĩ nhiên họ giữ giới lực đàng hoàng, nghiêm khắc, à, thì họ có một cái lực lượng bảo vệ của sư phụ, có một lực lượng hấp dẫn. Cái lực lượng này nó làm thu hút quý vị y như cái lực lượng của sư phụ thu hút quý vị thôi, chứ không có gì cả. Bởi vì cái lực lượng này từ ta mà ra, gia trì cho nó mỗi ngày. Dĩ nhiên nó có cái lực lượng này thì lực lượng này làm cho nó, bất cứ ai nhìn nó cũng đều cảm giác được cái lực lượng này. Thì quý vị thích, đây là chuyện bình thường. Quý vị yêu thương sư phụ thì quý vị yêu thương nó cũng giống như vậy, bởi vì có cái lực lượng của sư phụ. Rồi một thời gian anh bên cạnh sư phụ rồi, dĩ nhiên quý vị không biết bên cạnh sư phụ, khi ở lâu quá rồi sư phụ coi như một người bạn bên cạnh, coi như một người con ở bên cạnh vậy đó. Thậm chí cái giường của sư phụ nó còn nhảy lên nữa, cái ghế sư phụ con phụ con còn cho ngồi nữa, ăn đồ ăn sư phụ ăn nửa cái cho nó nửa cái nữa, rồi cho nó ăn trong nhà luôn, ăn cùng một trong nhà của sư phụ luôn, ngủ chung một trong nhà của sư phụ luôn. Sư phụ cho nó ngủ luôn trong phòng của sư phụ, sư phụ ngủ bên đây con ngủ bên đây. Yeah. Rồi dĩ nhiên thời gian ngày qua ngày đã không có kiềm chế được cái đầu óc này của mình, gọi là ỷ lại hoặc là gì, tự cao, tự đại, tự đắc đó, nghĩ là mình ngon lắm rồi. Cái ngã chấp nó lên, vừa ngã chấp nó lên cái một á, là tự nhiên cái lực lượng này nó sẽ tách ra liền, là phạm giới. Nghe chưa? Tự nhiên cái lực lượng này nó tách ra liền, đi xa ra liền. Nó là vậy đó, quý vị hiểu không? Rồi tự nhiên quý vị sẽ cảm giác nhìn người kia không còn cảm giác được nữa, bị hết thôi, lực lượng này xong rồi. Quý vị hiểu sư phụ nói không? Nó là vậy ha. Ok. Cho nên nếu mình muốn giữ được một cái lực lượng khẳng định hoài thì luôn lúc nào mình cũng phải giữ cái giới lực mà minh sư đưa cho mình đó. Thấy chưa? Giữ tâm mình tịnh, luôn luôn lúc nào giữ tâm mình tịnh thì luôn lúc nào mình cũng nhận được cái lực lượng này. Lực lượng này luôn luôn lúc nào không bao giờ lìa xa mình. Nó là vậy. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người thị giả bên cạnh của sư phụ, họ giữ được hoài, bây giờ họ đơn thuần, tính khi mà thời gian rồi là hết á. Vì lớn lên rồi, ô nhiễm bên ngoài rồi, là nhiên là xong. Nó là vậy đó. Cho nên quý vị thấy trong cái câu chuyện của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài A Nan không bị ma đăng già quyến rũ không? Tại sao vậy? Lúc còn ở chung với Phật thì gì? Đơn thuần còn trẻ. Thấy chứ? Còn trẻ luôn luôn lúc nào đi theo bên cạnh Đức Phật hết. Đơn thuần rồi khiêm nhường nữa, thời gian lớn lớn lên rồi bắt đầu Đức Phật thả cho đi khất thực một mình rồi. Là lúc đó tự điên mình, tự hào, tôi bây giờ tôi được điên mình rồi.
Tại không có người xuất gia nào được quyền đi ra khỏi cái Đức Phật cả, chỉ có một mình Mahakayip mà thôi. Rồi bắt đầu thời gian Đức Phật thấy ổng cũng ở cần bên Đức Phật thời gian rồi, cũng chắc cũng có đủ lực lượng rồi, bắt đầu tự cao, tự đại, tự đắc và còn tự hào nữa. Tôi là bà con của Đức Phật nữa, tự hào bà con Đức Phật nữa, cho nên là ngã chấp lên, lòng ngã chấp như núi. Rồi bắt đầu lúc mà đi khất thực đó, bị Ma Năng Tăng Già vũ, bởi vì đã phạm giới rồi, cái lực lượng bảo vệ nó đã trở về là với mình sư rồi, trở về Đức Phật rồi, cho nên nghiệp chướng nó mới đến được. Mấy người xuất gia của sư phụ cũng vậy thôi. Nhiều người xuất gia của sư phụ kêu bằng là những người thị giả bên cạnh của sư phụ, ở bên cạnh sư phụ lúc còn mà lòng đơn thuần, còn chấp hành theo những cái giới luật của sư phụ, thì dĩ nhiên không bao giờ bị vướng bận dễ như vậy, hiểu chưa? Trừ khi họ cái vận gì giải đãi, tu hành giải đãi, ở gần sư phụ tu hành giải đãi, tự nhiên sẽ bị nghiệp chướng kéo ra khỏi liền trong bàn tay của sư phụ. Nhiều lắm, chuyện này đó là chuyện bình thường thôi, quý vị hiểu ha. Cho nên quý vị nhìn người đó thì cũng giống như vậy, không có gì, quý vị nhìn không có sai, đúng như vậy. Bởi vì họ không còn một cái lực lượng này nữa, họ hết rồi, bởi vì họ đã phạm một cái giới luật nào đó, lòng ngã chấp ngã mạng họ lên, cho nên họ không còn những cái sức lực hấp dẫn nữa. Cho nên quý vị nhìn họ cảm thấy bình thường, hoặc là nó còn tệ hơn nữa là gì? Cái lực lượng của họ làm cho quý vị bực mình nữa, khó chịu nữa. Bởi vì cái lòng ngã chấp nó vẫn còn, mà lực lượng khẳng định thì nó đi. Nó chết là từ chỗ đó đó. Cho nên lần đó quý vị, họ đến với quý vị cảm thấy bức rứt, ôi ức và cảm thấy không bình an. Rồi, quý vị hiểu rồi ha? Ok. Qua 12 giờ rồi, câu cuối cùng đi ha. Còn dư lại thì mình để lần sau. Con xin cảm ơn sư phụ. Dạ, con xin phép được đọc câu cuối cùng ạ. Kính bạch Minh Sư, con xin phép Minh Sư cho con kể một thể nghiệm cũng là sự thần kỳ mà con có được. Trước khi qua thiền đường Chang Mai dự thiền thất kỳ này, chồng con không muốn cho con đi. Anh ta không nói thẳng là không cho đi, nhưng lại đi giấu passport của con. Trong khi con đã đặt vé và chuẩn bị đi xong tất cả mọi thứ, gần ngày đi khoảng một tuần, con mở tủ, kiểm lại giấy tờ thì không thấy passport đâu. Con hỏi chồng con thì anh ta trả lời không biết. Con cứ hỏi tiếp tục. Thế là hai vợ chồng con có sự xích mích. Con nói, nếu anh không trả lại passport cho em, đợt này em không giữ thiền thất được, em sẽ ly dị anh. Chồng con nghe liền nói, đúng vậy, tôi đã giấu passport của em, nhưng đã quên là để ở đâu rồi. Nếu Minh Sư Ruma là Phật, nếu Ngài thật sự linh thiêng thì sẽ cho em tìm thấy passport và anh sẽ cho em 50 triệu để đi dự thiền thất. Còn nếu Minh Sư Ruma không linh, em sẽ thua và không được đi thiền thất kỳ này. Em tự đi tìm passport của mình đi. Kính bạch Minh Sư, không còn sự lựa chọn nào khác, con đành phải chấp nhận lời anh ta và thành tâm cầu nguyện Minh Sư giúp đỡ. Con đã lục tung cả nhà lên nhưng vẫn không tìm thấy passport của mình đâu cả. Con vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng cầu nguyện Minh Sư thật nhiều. Vào buổi trưa, trước khi đi thiền thất 3 ngày, con ngủ trưa mơ thấy Minh Sư cầm passport trên tay. Sau đó con giật bình tỉnh dậy. Con khẳng định một điều là Minh Sư sẽ giúp con. Con đi ra sau nhà dọn dẹp rồi đi vô ngồi thiền. Con tiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, con có một anh két màu đen cắn cái passport bay đến chỗ con và thả xuống. Con mừng quá la lên trong sung sướng. Sau đó con giật mình tỉnh dậy. Con ngồi ngẫm nghĩ, chắc có điềm gì đây. Loài cát thì thường ở trên cành cây, nghĩ vậy. Con ra sau vườn, đi một vòng nhìn lên mấy cành cây thì quả nhiên passport của con được anh ta giấu trên cành cây. Con xin cảm tạ Minh Sư rất nhiều. Chồng con hiện giờ đã tin Minh Sư và hứa sẽ xin thọ tâm ấn trong thời gian sớm nhất. Con xin cảm ơn Minh Sư. Ok. Đâu rồi, lấy 50 triệu mua đồ đãi cho mình bữa tiệc coi. Trời ơi, cái gì đâu mà hãy cho thử Minh Sư nữa. Trời ơi. Ok, thấy sự cái lòng thành của quý vị. Ok. Rồi, vậy thôi ha. Ok, thôi sư vừa để cho quý vị đi ăn cơm. Rồi, chào quý vị. Ok, chúc quý vị ngon miệng. Hay gì Phật. Rồi, chào.
Alright, bye bye. Bye bye. Yeah, bye bye. Hmm? How are you? Hmm? Hmm? How are you? Muốn lên không? Chèo lên tay không? Yeah, chèo lên đưa chân đi coi, bắt tay coi. Good. Hey, cúi đầu xuống không? Xuống gãy cổ chưa? Yeah. Anh này dễ thương lắm. Ok, chèo lên đây. Chèo lên. Come in. Come in. Yeah, qua đây coi. Chèo lên đi. Yeah, good. Anh này nó còn baby. À. Rồi, có gì gặp lại. Ừ. Trời ơi, nước da tôi nó đen, nó làm cũng đóng đen thôi. Nước da mình ít à. Trời ơi, nó chụp làm sao làm y chang như vậy à. Nó làm bằng sáp á. Ừ. Thôi, cho bằng nhìn thấy giống thật quá hả? À. Ok. Wow, nhìn hết rồi ha. Không sót ai đâu nghe không? Ừ. Mấy bà cụ ok không? Ngồi ok không? Ok vậy yeah. Ha. Sẽ cố gắng chiến thắng. Chiến thắng, chiến thắng. Đại gia của miền Nam Việt thắng. Việt thắng. 1, 2, 3. Come on!
chứ con phải nghe lời nó ăn mặn để nó đủ thừa con bệnh nó lo. Dạ. Con cái nó lớn rồi là nó có lông có cánh nó tự nó bay hết. Cô thấy mấy người dưỡng lão trong đó không? Dạ. Tại sao họ vô trong đó? Thứ nhất là họ không có gia đình con cái, cha mẹ họ chết hết, họ không có gia đình, con cái họ chết hết. Ráng đi, dì Tám sắp qua tới rồi, ráng đi con, chịu đựng chút đi con. Con cảm thấy cuộc sống câu của mẹ bước đường tìm chân lý, con thấy mẹ nhưng biết làm gì để mẹ đau lo. Thứ này con để lại tìm đường giải thoát. Và những em học sinh nơi đây là một tương lai, là một anh tài của đất nước. Sư phụ hôm nay đến đây chia sẻ với các em sinh học sinh nơi đây và cuộc sống tốt đẹp của mình bước vào con đường học, đó là tốt nhất và hạnh phúc nhất khi mình được bước vào trường. Từ nhỏ lớn không ăn gì đó. Nhớ đó. Dù đi đâu nhớ. Hả? Ai mà kêu xuống cái hả? Nằm bẹp liền. Vậy đó. Ai kêu xuống cái anh nằm bẹp đi đó. Anh làm dạ là không ai kéo anh đi hết trơn. Giống như hôm qua vậy sư phụ. Anh nằm bẹp đó rồi tối á. Cái sư phụ kêu hơi ngừng đi. Rồi anh khoái lắm. Không cho Bình Phúc lấy vô lại đánh ảnh. Anh trốn. Còn cái bôi vậy đó, thấy chưa? Thương thấy không? Hả? Được không? Yeah, so beautiful.